Rồi, xin chào các bác. Lại em đây. Thì hôm nay em có con V50 rồi. Và có cả con G8 nữa. Thì anh em sẽ đi quay cho các bác biết ban ngày là như thế nào. Trước cái clip này thì có cái clip về ban đêm rồi. Các bác có thể xem lại. Đây, em đang đi bộ. Lại đi chỗ cái đường hôm trước mà dìm hàng con V35. Đó. Ở trên điện thoại ấy, tại vì mình quay đêm rồi mình biết là ở trên điện thoại thì cái con V3 con V50 nó trông rất là tốt, đang nhìn trực tiếp như này này. Nhưng mà khi mà đưa lên PC để ghép lại thì nó lại cảm giác nó cũng không không trông tốt cho lắm. Đây, mình thì vẫn đang đi bộ. Đây, mình sẽ quay cái vườn rau hôm trước. Mình phải để cái camera nó đứng như này thì ghép hình nó mới được rộng. Chứ để camera nó ngang ấy thì ghép hình nó không ổn. Đó, cho nên các bác xem clip mà có thấy ức chế thì cũng thông cảm nhé. Đây mình chỉ có muốn cho các bác xem là cái chất ảnh của hai dòng Samsung và LG nó ra như thế nào thôi. Đây, các bác có thể nhìn thấy. Rồi. Ở đây em đang đi công tác, vậy đấy là không có cái cảnh gì đẹp để mà quay cho các bác xem đâu. Toàn mấy cái ở chỗ người dân người ta ở mà chả có cái gì cả. Ở đây có mấy cái quả cà chua. Rồi tiếp về việc thu âm ấy. À, hiện tại cái clip này em đang để ở Full HD 1080 60fps nhé. Tí nữa em sẽ để 4K cho các bác xem. Đây. Ồ, gió quá. Mình sẽ đi xem có cái hoa này. Bác ơi, cho cháu xe quay cái vườn hoa nhà bác ấy nha. Cháu test cái điện thoại ạ. Đây. Ở đây ít hoa quá các bạn. À, đi thôi, đi tiếp. Mình sẽ đi thêm bên kia rồi mình chạy. Quay gió quá các bạn. Xem. Và mình sẽ chạy về là mình xong rồi mình sẽ chuyển cái thành clip 4K cho các bác xem nhé. Đây. Các bác có thể thấy được cái trống rung của nó như thế nào rồi. Mình sẽ chạy này. Đấy, chạy đấy, chạy đấy. Cầm ba cái điện thoại này cũng sợ rơi quá các bạn. Ôi. Thật sự ở trên thực tế như này này, ở trên mình đã nhìn bằng bằng điện thoại ấy, thì cái con Note 10 nó trông rung kém hơn hai con V50 và G8 rất là nhiều. Nhưng mà không biết là sau khi quay xong thì Samsung họ xử lý cái trông rung hay sao ấy. Khi quay xong thì thấy con Note 10 lại trông rung rất là tốt. Mình sẽ quay ít cái hoa này. À, đây có bông hoa rất đẹp. Nhìn chưa có nó mười sáng lắm và nó chi tiết nó tốt hơn. Ô, anh Thái. Làm gì đấy? Em đang là quay ba con điện thoại. Quay con làm gì? Quay để test thôi. Đây, đây là cái xe của mình. Không có cái gì quay, chỗ này để xấu quá các bạn. Chẳng có gì, em sẽ chuyển sang 4K cho các bác xem nhé. Rồi, chờ em tí.
Rồi các bác, đây là video 4K. Cả ba con này đều quay ở 4K, đều ở 60fps được nhé. Đấy, em sẽ lại làm một vòng nữa cho các bác xem. Mình vẫn đang đi bộ đây. Rồi, tí nữa mình sẽ test riêng cái con V50. À không, mình phải test với G8, vì con G8 ấy, nó cái camera trước nó, mình cảm giác là nó ổn hơn con V50, con G8 ấy. Tại vì con G8 nó có cái Face ID ấy, nó có thể là cái họ làm cái cam trước nó tốt hơn. Tại vì mình cũng test cái, tí mình sẽ có cái clip mà test riêng giữa V50 và, à không, không cần đâu. Tại vì đây, ở đây nó cũng có cả V50 cả ấy rồi. Đây mình sẽ quay, à không, phải đến cái chỗ đây, đến cái chỗ mình đang đi bộ và tay mình khá rung. Rồi lại đến cái vườn rau huyền thoại rồi. Đây. Clip này đang ở 4K nhé. Đó. Tiếp nào. Đi một vòng nữa. Cần đi hai vòng là biết đấy các bạn. Đây sẽ có một cái, à đây có con ong. Con nó bay mất rồi. Rồi mình sẽ lại cái bông hoa kia tiếp. Thực sự thì mình thấy là ở 4K này nó trông đông kém hơn một tí. Đây mình lại chỗ hoa tiếp. Rồi mình sẽ chạy về. Ấy có anh. Rồi mình sẽ chạy về nào. Đấy mình đang chạy đây. Khá là rung. Trên thực tế thì mình thấy con V50 và con G8 trông rung ổn hơn, nhưng mà khi mà ghép lại thì mình thấy nó lại khác một chút. Rồi. Đi một vòng mất hơn 3 phút các bạn. Đây, mình vẫn đang đi bộ đây. Rồi mình sẽ lại cái bông hoa này xem nó bắt chi tiết thế nào. Cái khung hình có thể nó bị hơi, ba con nó có thể bị lệch một tí, các bác thông cảm. Vì đang để đứng ba con nó song song mà. Như mình đang nhìn thực tế đây ấy, thì cái con Note 10 nó thấy nó chi tiết hơn. Được rồi. Ok, thôi thì mình đi về. Rồi mình đi về và mình sẽ test cái cam trước xem thế nào nhé. Rồi. Vẫn là cái xe của mình đây. Ok. Rồi, đây là cắm trước các bạn. Thì con cắm trước của con G8 ấy thì nó chỉ cho độ phân giải là Full HD thôi. Còn con Note 10 cộng ấy nó có cho độ phân giải lên cả 4K nữa ở cắm trước. Thì đây là cái cắm trước của nó. Thì cắm trước của con Note 10 ấy, nó còn có chống rung nữa. Nhưng mà thực sự là nếu mà nhìn ở trên trên điện thoại bây giờ ấy thì là
nó giật còn hơn cả con G8, nhưng mà không hiểu sao khi lên VC thì nó lại ngon, nó lại ngon. Mình cũng chưa hiểu được vấn đề đấy. Tại sao hôm trước mình quay con V35 mình cảm thấy nó lại như vậy, nó đây mình đang lắc khá tay khá lắc ở cao, cái nhìn khung cảnh đằng sau đấy. Đấy, mình đang đi bộ thôi. Đấy, cho các bác xem. Đấy, cái khu cảnh đằng sau kìa. Rồi. Cắm trước này thì cần quay vừa phải thôi, các bác cũng có thể biết được. Đây, các bác có thể nhìn khu cảnh đằng sau này. Nó chạy này. Đấy, chạy đấy. Đấy. Rồi. Tiếp tục chạy về. Đấy, nếu mà nhìn trên điện thoại con G8 chụp rung tốt hơn rất là nhiều, nhưng mà thực tế thì chưa biết thế nào. Clip mình, các clip mình làm đều không có ý dìm hàng, tất cả không có ý dìm hàng bất kỳ một cái điện thoại nào cả đâu. Thế nhiều người mình bảo mình làm clip thì thực sự là cái trình độ quay phim và chụp hình của mình nó không phải là giỏi, mình chỉ là người bình thường thôi. Mình cũng quay được, mình cũng muốn quay những cái gì thì rất là bình thường cho các bác biết. Chưa các bác mà đây. Chứ các bác mà chuyên nghiệp rồi thì đương nhiên xem cái clip của em thấy hơi khó chịu. Rồi, ok, chào các bác.